Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ 6 ngày 13 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Như tin chúng tôi đã đưa, ngay sau khi thị sát hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Làng Đổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tối qua 12 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Tại cuộc làm việc này, Thủ tướng nhấn mạnh 4 mục tiêu cùng hàng loạt các giải pháp mà các bộ ngành cần phối hợp với Lào Cai để khắc phục nhanh hậu quả thiên tai gây ra tại địa phương. Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân bị thiệt mạng, mất tích, biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lào Cai cùng các lực lượng đã nỗ lực gồng mình ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Thủ tướng nhấn mạnh 4 mục tiêu đó là không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu nước sạch, nhanh chóng ổn định tình hình cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội, khôi phục sản xuất kinh doanh, cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến giờ này thì quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để gồng mình lên phòng chống và khắc phục cái hậu quả bão lũ, không có để cho người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch, thiếu chỗ ở, nhanh chóng ổn định tình hình cho người dân, cho doanh nghiệp, cho toàn xã hội. Thủ tướng cũng chỉ rõ 15 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước hết, cần tập trung lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, lo hậu sự và chính sách cho người thiệt mạng, đánh giá quy hoạch, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm với giải pháp tổng thể cho tỉnh Lào Cai. Riêng với thôn Làng Đổ, cần khẩn trương tìm địa điểm an toàn để chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải hoàn thành việc xây dựng lại thôn này, đáp ứng mong mỏi của người dân, nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ. Cùng với đó, khẩn trương tiếp cận ngay các địa bàn còn đang bị chia cắt. Tập trung cái lực lượng tìm kiếm người mất tích để lo hậu sự chu đáo, chế độ chính sách cho người xấu số ra đi, rồi cứu chữa cái người bị thương, người dân bị bệnh do cái hậu quả lũ lụt này gây ra, bằng mọi phương tiện, bằng mọi cách tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước sạch cho những cái nơi mà chưa được tiếp cận. Thủ tướng cũng giao các bộ Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo chức năng nhiệm vụ tích cực phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng Lào Cai khắc phục hậu quả, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, thăm hỏi động viên các gia đình có người bị nạn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cả hệ thống chính trị của Lào Cai cùng vào cuộc, nỗ lực ổn định đời sống, sản xuất và đặc biệt cần xoa dịu tổn thương tinh thần, tâm lý của người dân bị thiên tai. Thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra đối với Lào Cai là vô cùng nghiêm trọng. Do vậy, nhiệm vụ trước mắt là cần khẩn trương ứng cứu, triển khai nhanh nhất việc kết nối tới các địa bàn còn chia cắt, hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng thiên tai. Tỉnh Lào Cai xác định cần phải huy động tối đa các nguồn lực để cố gắng tái thiết lại cuộc sống cho nhân dân. Chúng tôi cũng chủ trương chung là sử dụng lực lượng tại chỗ là chính, quyết tâm là 4 tại chỗ. Còn các nguồn lực khác là rất quan trọng đối với Lào Cai, thì phải sử dụng đồng thời một lúc, vận dụng làm sao cho đảm bảo được cái thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt, đảm bảo mọi cái điều kiện, nhất là an toàn, lựa chọn những cái điểm mới nhưng phải đảm bảo an toàn cho người dân. Lào Cai sẽ phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam sẽ nhanh chóng khảo sát, đánh giá, tái thiết lại cái bản đó. Với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lào Cai quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Sáng nay 13 tháng 9, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, nắm tình hình thiệt hại do thiên tai, việc huy động, phân bổ nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương và người dân bị ảnh hưởng tại các địa phương trong tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung đã báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, cũng như công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và kêu gọi huy động nguồn lực hỗ trợ, kế hoạch phân bổ kinh phí cho các địa phương.
Đến nay, Ban vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận thông tin có trên 3.400 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký và ủng hộ Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số kinh phí 48 tỷ đồng. Sau khi các nguồn hỗ trợ chuyển về, căn cứ vào tình hình thiệt hại tại các địa phương, tỉnh sẽ sớm phân bổ kinh phí, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời giúp người dân khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống. Chia sẻ những đau thương mất mát về người và tài sản mà Lào Cai gánh chịu sau trận mưa lũ lịch sử, đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị, cùng với quyết tâm chỉ đạo triển khai nhanh chóng công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tỉnh cần xây dựng kế hoạch hỗ trợ về chỗ ở an toàn, sinh kế bền vững cho người dân sau bão lũ. Ngoài vật chất, cần quan tâm hỗ trợ cả về tinh thần, nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em. Tôi cũng rất là đồng tình, đó là tiếp tục đề nghị với chính phủ quan tâm để mà có thêm các cái nguồn để chúng ta khôi phục lại các cái hạ tầng cơ sở như là giao thông, trường trạm để mà phục vụ cho cái đời sống của người dân, tăng cường cái việc là tiếp nhận các cái nguồn ủng hộ từ các cái địa phương, nhà hảo tâm, tập thể và cá nhân, rồi có cái thống nhất trong cái phân bổ để không có chồng chéo, để không có nơi thì ít, nơi thì nhiều, mà làm sao tất cả những cái người ở cái vùng chịu ảnh hưởng đều nhận được cái sự quan tâm, ủng hộ của các cấp các ngành, mà cũng thể hiện được cái sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước. Chiều qua 12 tháng 9, đồng chí Hà Thị Nga đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, trao quà cho người dân vùng lũ huyện Bảo Yên và các địa phương khác trong tỉnh với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Chiều nay 13 tháng 9, đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng làm trưởng đoàn đã trao ủng hộ 1 tỷ đồng cùng 3.500 phần quà hỗ trợ Lào Cai khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Thứ trưởng Phan Thị Thắng gửi lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ trước những mất mát to lớn về người và tài sản mà chính quyền, nhân dân Lào Cai gánh chịu. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Bộ Công Thương trao ủng hộ 1 tỷ đồng, 3.500 phần quà gồm các nhu yếu phẩm như nước uống, bì gói cùng các vật dụng khác giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. Cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời và ý nghĩa của Bộ Công Thương dành cho tỉnh. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Lào Cai đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất. Về nguồn kinh phí trung ương, các cấp, ngành và nhà hảo tâm hỗ trợ, tỉnh sẽ phân bổ công khai, minh bạch, đảm bảo tất cả các đối tượng bị thiệt hại đều được thụ hưởng. Chiều nay 13 tháng 9, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ, Trưởng ban Vận động Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đã đến thăm, động viên, tặng quà các cháu thiếu nhi và nạn nhân bị thương do mưa lũ, sạt lở đất hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung đã thăm hỏi, động viên các gia đình bị thương, mong các cháu sớm ổn định tinh thần, mau chóng bình phục và trao 12 suất quà, mỗi suất trị giá 7 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh cho 12 bệnh nhân nhi đang điều trị tại bệnh viện, đồng thời trao 7 suất quà cho các bệnh nhân vùng lũ đang điều trị tại đây. Nhân dịp Trung thu sắp tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trao tặng 19 suất quà của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh, mỗi suất 1 triệu đồng và quà bánh cho 19 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị dài ngày. Cùng với đó, trao 17 suất quà bánh cho các cháu thiếu nhi đang điều trị bệnh tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chiều nay 13 tháng 9, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức ủng hộ đồng bào bị bão lũ. Tham gia chương trình có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, với tinh thần tương thân tương ái, các đồng chí thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng hơn 80 cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham gia ủng hộ tối thiểu một ngày lương, số tiền ủng hộ là trên 50 triệu đồng. Thông qua đó góp phần giúp đỡ đồng bào vùng lũ trong tỉnh khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, công tác tìm kiếm nạn nhân còn mất tích tại các địa phương trong tỉnh đang được các lực lượng tích cực triển khai. Tại làng Đủ, xã Phú Khánh, huyện Bảo Yên, lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm tiếp tục được tăng cường. Địa bàn tìm kiếm tập trung về phía thượng nguồn, hạ nguồn và dọc theo suối. Công tác tìm kiếm các nạn nhân ở làng Đủ gặp rất nhiều khó khăn khi nước trên thượng nguồn tiếp tục đổ về do khu vực thôn làng Đủ đêm qua mưa lớn. Ngay khi nước có dấu hiệu đổ về mạnh, Ban chỉ huy cứu hộ đã phát hiệu lệnh cảnh báo tới toàn bộ chiến sĩ đang làm công tác tìm kiếm.
Để đảm bảo an toàn cho quá trình triển khai các cái lực lượng, chúng tôi tổ chức 4 cái đài quan sát, phía thượng nguồn là 2 đài quan sát, phía cuối nguồn 2 đài quan sát. Cái đài quan sát này kết hợp với cái phương tiện bay flycam để quan sát phía thượng nguồn các cái vết nứt, các cái hiện tượng thời tiết và thông báo kịp thời với mạng thông tin về sở chỉ huy để có các phát thanh trên loa, cảnh báo cũng như là đánh kẻng để báo động cho các lực lượng. Nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, trong ngày hôm nay 13 tháng 9, thêm 180 người, 3 máy xúc, 3 xe tải đã được huy động, qua đó đã tìm thấy thêm 3 thi thể nạn nhân. Gần như cơ bản tất cả các diện tích bề mặt thì đã được tìm kiếm thăm dò cụ thể và sau đó là sẽ đi tìm kiếm phía sâu bên dưới. Cùng với cái sự hỗ trợ của máy múc và lực lượng tìm kiếm thì sẽ tiếp tục tìm kiếm ở những khu vực bên dưới để công tác tìm kiếm được đảm bảo một cách là toàn diện và tránh để sót những cái khu vực khác. Cùng trong chiều nay, có ba mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng có nhà bị sạt lở vùi lấp hoàn toàn trong trận lũ quét nằm trong danh sách được xác định mất tích đã trở về. Trước đó, cả ba mẹ con đi làm ở Yên Bái bị lũ cô lập chưa trở về, không liên lạc được. Như vậy, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, toàn thôn Làng Nổ đã có 48 người chết, 36 người mất tích, 56 người được xác định an toàn. Tại huyện Bắc Hà, đến nay thiên tai đã làm 20 người chết, 14 người vẫn còn mất tích, 17 người bị thương, 1.586 nhà ở bị ảnh hưởng. Ước tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 358 tỷ đồng. Hiện một số thôn trên địa bàn các xã vẫn đang xuất hiện các điểm nứt mới, nguy cơ sạt lở cao, phải di chuyển dân cư. Đường vào các xã Nậm Lúc, Bản Cái, Nậm Khánh, Bản Liền hết sức khó khăn, giao thông bị chia cắt. Tính đến 15 giờ ngày 13 tháng 9, còn 3 xã là Nậm Khánh, Bản Liền, Nậm Đét chưa được cấp điện. Dự kiến sẽ đóng điện vào ngày mai 14 tháng 9. Sóng thông tin liên lạc đã được kết nối trở lại tới 18 trên 19 xã, thị trấn. Tại huyện Bát Sát, sau nhiều ngày mới liên lạc do giao thông chia cắt, đến thời điểm chiều hôm nay 13 tháng 9, một số địa phương của huyện mới có thể kết nối trở lại, trong đó đã thông tuyến bước 1 đến địa phận xã Mường Hôm. Tuy nhiên, nhiều xã như Pa Treo, Dền Sáng, A Lù, Y Tý vẫn bị chia cắt. Việc thông tin liên lạc tới các địa phương này để nắm bắt tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra hết sức khó khăn. Tại xã Mường Hôm, thông tin từ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông số 3 cho biết, 142 giáo viên và học sinh của trường đã may mắn thoát nạn, xảy ra đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9 tháng 9, khi quả đồi phía sau trường sạt lở và làm sập hoàn toàn dãy nhà bán trú với 16 phòng ở. Nhờ có sự can thiệp kịp thời, tất cả 142 giáo viên và học sinh đều an toàn. Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát, đến 15 giờ ngày 13 tháng 9, địa phương có 15 người chết, 2 người mất tích, 10 người bị thương, trong đó đã tìm thấy toàn bộ 7 thi thể bị vùi lấp ở thôn Phìn Trẻ 2, xã A Lù. Như vậy, tính đến 14 giờ chiều nay, toàn tỉnh Lào Cai ghi nhận 111 người chết, 64 người mất tích, 82 người bị thương do mưa lũ, sạt lở đất đá. Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang được tiếp tục triển khai. Thưa quý vị, rà soát lại từng người dân trong thôn xem ai còn ai mất, chỉ dẫn hỗ trợ các lực lượng chức năng tìm kiếm người dân đang làm sâu dưới lớp bùn đất, lo hậu sự cho những người xấu số được tìm thấy. Những việc làm từ khi trận lũ quét lịch sử xảy ra đến nay của ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên khiến ai cũng đều cảm kích. Sau khi giúp các hộ dân may mắn thoát khỏi trận lũ quét kinh hoàng, báo tin kêu gọi hỗ trợ của các lực lượng vào ứng cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu, trưởng thôn Hoàng Văn Diệp lại tất tả xuyên ngược trong khu vực sạt lở gần 24 hectare để cùng lực lượng chức năng tìm kiếm những nạn nhân xấu số đang nằm sâu dưới lớp bùn đất. Mỗi thi thể được tìm thấy lại được ông và mọi người cố gắng xác định danh tính, lo hậu sự, đảm bảo chu toàn nhất để những nạn nhân xấu số được yên nghỉ, thân nhân của họ vơi bớt đau thương. Tôi đọc cái danh sách mà cái đi thực tế nhận diện những cái thi hài của những cái người mà bị ảnh hưởng cái bão lũ thì tôi bản thân tôi thì rất là đau xót về cái việc mà mất mát đau thương của những các hộ dân ở trong thôn Làng của chúng tôi. Đồng chí là một trong những người mà nắm được bà con của mình thì đồng chí cũng đã rất tích cực trong cái việc là nhận dạng các cái nạn nhân, và khi đồng chí nhận dạng được thì đồng chí đã thông báo cho các gia đình đến để nhận cái người thân của mình. Đây là một trong những cái mà hết sức quan trọng, cái đầu mối ban đầu để mình thông tin cho
các hộ gia đình được biết trong những ngày vừa qua. Trong những ngày tang thương này, có lẽ trưởng thôn Hoàng Văn Diệp là người đau xót nhất, vì từ khi vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào ngày 10 tháng 9 đến nay, ông đã mất đi 48 người thân, hiện còn 36 người mất tích. Song với vai trò là trưởng thôn, ông vẫn cố gắng nén đau thương, cùng cấp ủy chính quyền, các lực lượng sớm tìm thấy những nạn nhân xấu số, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân sớm ổn định lại cuộc sống. Những ngày qua, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 4 thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động lực lượng hàng trăm người tham gia công tác cứu nạn cứu hộ tại các xã bị ảnh hưởng nặng bởi hoàn lưu của cơn bão số 3 ở hai huyện là Bắc Hà và Bảo Yên. Khoảng 300 cán bộ chiến sĩ đã thực hiện vận chuyển lương thực, thực phẩm, cơ số thuốc chữa bệnh với quãng đường hàng chục km, hành quân bộ trèo đèo lội suối đi qua các quả đồi bị sạt lở để tiếp tế cho người dân các vùng bị cô lập. Công tác cứu nạn cứu hộ được Đảng ủy, Ban chỉ huy tiểu đoàn nhanh chóng triển khai nhằm giúp các địa phương và người dân từng bước khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với việc cứu hộ, lực lượng cũng thực hiện nhiệm vụ khắc phục các điểm giao thông còn đang bị chia cắt, cô lập. Hiện ngành giao thông vận tải đang tập trung khắc phục sạt lở đất, hư hỏng trên các tuyến đường giao thông, cho được ưu tiên cho các tuyến đường trọng yếu phục vụ cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai. Ngành giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc 24/24 giờ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, thực hiện hót dọn đất đá sớm giải phóng đường tỉnh 155, 156 lên các xã vùng cao của huyện Bát Sát, quốc lộ 279 huyện Bảo Yên, quốc lộ 4E đoạn Bảo Nhai Bắc Hà, quốc lộ 4 nối Mường Khương Simacai để mở đường cho công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Cắm biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ sạt lở trên tuyến quốc lộ 4D Lào Cai Sapa, đồng thời chủ động xây dựng phương án gia cố sửa chữa các tuyến đường giao thông sau mùa mưa lũ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế. Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia hướng dẫn phân luồng giao thông và phối hợp cùng các lực lượng chức năng, các doanh nghiệp huy động máy móc thiết bị thực hiện khắc phục sửa chữa các tuyến giao thông trong thời gian sớm nhất có thể. Thưa quý vị, trong khi hàng triệu người dân trên cả nước đang dồn sức quyên góp, ủng hộ, hướng về đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, thì lại có những đối tượng lợi dụng hoạt động nhân đạo này để lừa đảo, chiếm đoạt tiền ủng hộ. Tại Lào Cai cũng đã ghi nhận nạn nhân của các đối tượng này. Là người con của quê hương Bảo Yên, trước nỗi đau thương mất mát mà người dân quê mình phải gánh chịu, chị HE đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền qua số tài khoản cá nhân. Lợi dụng điều này, đối tượng lừa đảo đóng vai người ủng hộ tiền nhưng đang ở nước ngoài và hướng dẫn chị nhận tiền bằng cách bấm vào đường link lạ. Sau khi nhập các thông tin để nhận tiền, tài khoản nhận quyên góp của chị đã bị trừ gần 10 triệu đồng. Mình thấy là nó quá là tinh vi, thao túng tâm lý rất là kinh khủng luôn. Bây giờ số tiền này nó cũng không quá là nhiều, nhưng mà nó là cái tiền của lương tâm. Cũng muốn nhắn nhủ với mọi người là ai mà đang quyên góp tiền trong mùa lũ này đấy thì mọi người nên tỉnh táo hơn và cẩn thận hơn trong về cái vấn đề mà việc mà nhận tiền. Bên cạnh thủ đoạn trên, nhiều đối tượng còn sử dụng hình ảnh, thông tin giống các trang chính thống, mạo danh cán bộ địa phương, kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng thiên tai kèm theo tài khoản cá nhân để lừa đảo tiền quyên góp, hoặc giả là người bán đồ cứu trợ bão lũ trong lúc nguy cấp để nhận tiền cọc rồi biến mất. Nhiều người đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo với số tiền từ vài trăm nghìn đến hàng trăm triệu đồng. Tôi đã đọc rất nhiều những cái bình luận và những cái bài viết ở trên Facebook và tôi rất là bức xúc khi mà những cái tâm sức, những cái tâm huyết của mọi người đã bỏ ra không chỉ là tiền bạc và những nhu yếu phẩm nhưng mà đã bị những cái đối tượng đấy lừa đảo chiếm đoạt tài sản mất. Có những đối tượng đã chiếm đoạt tài sản đến hàng chục triệu đồng. Người ta lợi dụng cái để người ta trục lợi cá nhân. Cho nên những cái này là chúng tôi những là những người dân thì rất là bức xúc và cảm thấy là phẫn nộ về những cái hành động tức là vô nhân đạo của những cái kẻ như thế. Chắc chắn là chúng tôi rất là mong muốn những cái đối tượng đấy phải được pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Hoạt động từ thiện mong muốn ủng hộ chia sẻ với những mất mát của người dân vùng thiên tai đều rất đáng trân trọng. Và để hoạt động từ thiện nhân đạo thực sự có ý nghĩa, mỗi người cần chủ động liên hệ với cơ quan tiếp nhận chính thống để mọi sự ủng hộ, dù lớn hay nhỏ, đều đến được tận tay người dân vùng lũ. Sau hai ngày hoạt động trở lại,
Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã làm thủ tục thông quan cho 838 xe hàng xuất nhập khẩu, trong đó có 450 xe xuất khẩu và 388 xe nhập khẩu. Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai và cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành tạm dừng đầu giờ chiều ngày 9 tháng 9. Đến trưa 11 tháng 9, sau khi cơ quan chức năng của Lào Cai và Hà khẩu Trung Quốc thống nhất khôi phục trở lại hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua hai cửa khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã chủ động các phương án để vừa đảm bảo an toàn cho công chức, vừa sẵn sàng giải quyết thủ tục hải quan và công tác quản lý phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, 6 hồ thủy điện gồm Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát, Hội Quảng, Sơn La, Hòa Bình hiện đã đóng toàn bộ các cửa xả theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trước đó, các hồ chứa thủy điện ở phía Bắc thực hiện mở các cửa xả để điều tiết theo điều hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố. Riêng thủy điện Thác Bà, lưu lượng nước đổ về hồ lớn nhất là 5.620 mét khối trên một giây lúc 9 giờ ngày 10 tháng 9. Hiện tại, lưu lượng về hồ đã giảm xuống 1.930 mét khối trên giây. Hồ chứa Thác Bà đã thực hiện mở cả 3 cửa xả theo lệnh. Tính đến nay, ngành điện đã khôi phục cung cấp điện cho gần 5,6 triệu khách hàng trên tổng số khoảng 6,1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão và lũ lụt. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều tối ngày hôm nay, các phóng viên thời sự của chúng tôi đã tiếp cận được với một đỉnh núi ở thôn Co Vàng, xã Cơ Lầu, huyện Bắc Hà, nơi mà 17 hộ dân, 115 nhân khẩu trong vùng sạt lở đã được chính quyền xã khuyến cáo di chuyển, trưởng thôn vận động và cùng bà con tìm đến vị trí đảm bảo an toàn. Họ hoàn toàn bị cô lập, mất liên lạc trong những ngày vừa qua, nhưng tất cả đều an toàn. Sau nhiều đau thương mất mát do thiên tai gây ra những ngày qua, câu chuyện ở thôn Co Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà thực sự là một thông tin vui với tất cả chúng ta. Sạt lở hết không đi được, xong phải đi đường đồi rừng, mưa to nó đi một ngày đi hai chuyến. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để vận chuyển được số gạo này lên đến lán trại tránh trú ở đây thì tất cả lực lượng phải di chuyển khoảng 3 giờ đồng hồ qua rừng rất là trơn trượt và nguy hiểm. Vậy nhưng tất cả đều đang rất cố gắng, nỗ lực bởi điều an ủi nhất, niềm động viên lớn nhất là 17 hộ dân với 115 nhân khẩu ở đây, tất cả đều đang mạnh khỏe và bình an. Trước cơn bão số 3 thì cũng được chính quyền địa phương xã tuyên truyền và có gửi nhiều văn bản xong rồi thông báo trên cái nhóm Zalo của thôn rồi. Xong là vào cái thời điểm cơn bão đấy thì mưa nhiều quá nên mới đi kiểm tra. Xong là thấy nguy hiểm quá nên mới di dời. Kiểm tra xác định được cái nguyên nhân, xác định được cái khả năng sạt lở đến đâu, mức độ thế nào, có thể quay lại được hay không thì lúc đó thì mới vận động người dân quay lại, hoặc là có đề nghị với huyện có những cái giải pháp có thể là phải tái định cư hay như thế nào đó. Còn hiện nay thì 17 hộ này vẫn đảm bảo an toàn. Những lán tạm đang được gia cố lại. Gạo, nhu yếu phẩm được gửi lên thôn nhiều hơn. Những lời động viên, những bức tranh vội vã. Kho Vàng còn nhiều gian nan vất vả để tái thiết lại sau thiên tai. Nhưng tất cả đang chung sức, đồng lòng để vượt qua. Thưa quý vị và các bạn, thông tin đáng mừng cho người dân toàn tỉnh là thời tiết đã có những thay đổi khá tích cực. Mưa lớn đã giảm và không còn xuất hiện trên diện rộng. Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, các khu vực trời nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng cao đêm về sáng trời lạnh. Tuy nhiên, một số địa phương như Bảo Yên, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bắc Hà, thị xã Sapa vẫn cần hết sức cảnh giác với mưa lớn bất ngờ gây lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp. Sau bão lụt cũng là thời điểm dễ bùng phát các dịch bệnh như tiêu chảy, tay chân miệng, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết. Do đó, cán bộ y tế cần tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để phòng chống dịch bệnh. Tranh thủ khi thời tiết nắng ráo, nước rút, người dân nên nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, phun khử khuẩn, thau rửa và khử trùng nước giếng, nước sinh hoạt nhằm loại bỏ các loại vi khuẩn, mầm bệnh. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng,
đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.